Tại chúng ta là nhà thiếu nhi thành phố, lúc trước là nhà thiếu nhi quận Thủ Đức các bạn. Thì khi xưa ngay chỗ này là cái nghĩa địa họ, gọi là nghĩa địa họ. Trái chúng ta là Vincom Plaza trên đường Võ Văn Ngân. Đường Võ Văn Ngân này năm xưa nó là đường Hoàng Diệu các bạn. Bên phải chúng ta đây là cái trường mầm non Thanh Tâm, khi xưa nó là cái nhà văn hóa các bạn. Thì cái khu này năm xưa nó cũng là cái một cái khu nghĩa địa. Chúng ta là trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức, từ thời Pháp nó có tên là trường La San Mossa các bạn. Và trước mặt chúng ta đó là chợ Thủ Đức, gọi là dốc Gò Quay. Và bên trái khu vực này gọi là khu xóm Chủng, bởi vì nó nằm ở dưới vùng Chủng các bạn. Đó, năm xưa ngay đây là cái bến xe Lam. Phải chúng ta vô đây là cái khi xưa trong đó có cái trường gọi là trường Phục Hồi Nhân Phẩm, đường số 9 nè. Nhà của anh Tỷ, một khán giả rất là trung thành ở trên kênh. Đây trường Đại học Ngân hàng ha các bạn. Đây đường này là đường Tô Vĩnh Diện, chạy thẳng ra là ngay cái Vincom quận Thủ Đức ha các bạn. Rồi chúng ta đi hết con đường Hoàng Diệu 2 ha. Nếu mà quẹo trái là chúng ta xuống cái bệnh viện Thủ Đức năm xưa đó. Cái nhà máy nước Thủ Đức này được xây dựng vào những năm 1966 và được xem là cái nhà máy nước lớn nhất khu vực Đông Nam Á thời điểm bấy giờ. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa làng Đại học Thủ Đức với lại làng Đại học Quốc gia. Đường này là đường Nguyễn Văn Bá, khi xưa nó là đường tự do các bạn. Còn cái khu này là năm 1963 được hình thành là dành cho các giáo sư, những nhà tri thức đầu ngành trong ngành giáo dục. Hướng thẳng đó là chúng ta chạy ra đến ngã tư gọi là ngã tư Bình Thái, nếu đi thẳng nữa là ngã tư MK. Ở bên trái chúng ta đây là nhà máy sữa Thống Nhất, sữa Ông Thọ năm xưa các bạn. Phải chúng ta đây là chùa Một Cột nha các bạn, Nam Thiên Nhất Trụ chùa Một Cột. Đây ngay đây khi xưa nó là cái nhà máy công trình 68 đó các bạn, giờ gọi là Senco 68. Đây bên phải chúng ta có cái ngôi trường gọi là trường Trung học Phổ thông Thủ Đức năm xưa. Đây bên phải chúng ta đây là chùa Hoa Nghiêm đó các bạn, một ngôi chùa hình thành rất là lâu đời rồi đó. Rồi hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt tại địa phận của quận Thủ Đức. Nên chúng ta đang đứng ngay góc ngã tư Thủ Đức ha các bạn, đó là cầu vượt Thủ Đức. Phía bên kia là trực thuộc quận 9 ha, bên này là trực thuộc quận Thủ Đức năm xưa. Bây giờ nó là thành phố Thủ Đức rồi các bạn. Như vậy là mình đã quay cho các bạn quận 2, quận 9 và hôm nay quay cái quận Thủ Đức nữa. Thì đó là cái thành phố Thủ Đức trong lòng thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây là đường xa lộ Hà Nội, bây giờ đổi từ ngã tư này về đến cầu Sài Gòn là đường Võ Nguyên Giáp rồi. Thì tối nay chúng ta sẽ tiếp tục đi quay cảnh về đêm một cái quận tiếp theo, đó là quận Thủ Đức các bạn. Trên đầu chúng ta đây là cái đường tuyến cao tốc metro số 1 ha, Bến Thành Suối Tiên đó. Quẹo phải là chúng ta vô khu nhà máy nước Thủ Đức các bạn. Rồi chúng ta đi vô đường này là đường Võ Văn Ngân, có cổng chào của quận Thủ Đức năm xưa, bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Trục lộ chính của quận Thủ Đức, đường Võ Văn Ngân. Đây bên phải chúng ta đây là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức các bạn.
trường này ra đời năm 1962. Phía bên phải chúng ta nguyên cái khu bên trái chứ. Phía bên trái chúng ta đây là cái khu gọi là khu làng đại học. Khu làng đại học này nó khác với lại khu làng đại học quốc gia sau này các bạn. Khu làng đại học này được hình thành từ những năm 1963 lận. Mình có quay cái khu này ban ngày. Nguyên cái khu này nó trực thuộc cái phường gọi là phường Bình Thọ các bạn, phường điểm của quận Thủ Đức đó. Đây là những căn nhà mặt tiền ha. Đây là cái cổng hàng rào của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức nó đến đây các bạn. Rồi cái đây là cái siêu thị Nguyễn Kim ha. Siêu thị Nguyễn Kim này được thành lập xây tại Thủ Đức này năm 2011. Ở bên trái chúng ta là trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân các bạn. Trước năm 75 nó là trường trung học cái gì ta? Hoàng Đạo. Sau 75 đổi lại là trường trung học Hoàng Diệu, trường trung học Nguyễn Hữu Huân. Đây bên phải chúng ta là nhà thiếu nhi thành phố, lúc trước là nhà thiếu nhi quận Thủ Đức đó, các bạn. Thì khi xưa ngay chỗ này là cái nghĩa địa họ, gọi là nghĩa địa họ. Đó, cái khu làng đại học nó đến đường ngay chỗ đường dân chủ này là hết đó các bạn. Đây cái cổng phụ năm xưa nó nằm ở đây là cái nghĩa địa họ. Khi xưa nó là một cái nghĩa địa, gọi là nghĩa địa họ Thủ Đức. Bên trái chúng ta đây là chợ, gọi là chợ Bắc Ninh các bạn. Chợ Bắc Ninh là nơi tập trung rất nhiều người Bắc 54 ha. Người Bắc 54 di cư vô lập cái khu vực gọi là khu vực chợ Bắc Ninh. Trái chúng ta là Vincom Plaza trên đường Võ Văn Ngân. Đường Võ Văn Ngân này năm xưa nó là đường Hoàng Diệu các bạn. Cái Vincom này được xây năm 2015. Nó sau cái Nguyễn Kim. Nguyễn Kim là coi vậy chứ xuất hiện đầu tiên ở quận Thủ Đức. Đây bên phải chúng ta là đình thần Linh Trung các bạn. Trong đó có cái ngôi mộ của người khai quật ra cái vùng đất Thủ Đức này các bạn. Ông có tên là Tạ Dương Minh, hay còn gọi là Tạ Huy. Biệt danh ông là Thủ Đức. Ông là người gốc Trung Quốc. Ông di cư qua Việt Nam này cái thời mà đánh thanh phục minh đó các bạn. Trước năm 97 khi mà quận Thủ Đức này tách lên là thành quận, nó là huyện. Đây khu này gọi khu thị trấn. Thì con đường này có tên là đường Hoàng Diệu các bạn.
ta đi ra đầu đường Võ Văn Ngân, khi xưa nó là đường Hoàng Diệu, đó là cuối đường ha. Bây giờ chúng ta chạy xuống dưới Bùng Binh, à, bên phải chúng ta đây là cái trường mầm non Thanh Tâm, khi xưa nó là cái nhà văn hóa các bạn. Đi tiếp thôi. Bên phải là dòng Đức Bà Truyền Giáo ha. Một cái trạm nhà ma sơ, năm xưa nó là nhà ma sơ phải. Tiệm bánh Thiên Ngân rất là nổi tiếng ở Thủ Đức. Và đây bên phải chúng ta đây là trung tâm văn hóa của quận Thủ Đức năm xưa các bạn. Thì cái khu này năm xưa nó cũng là cái một cái khu nghĩa địa. Khi năm 97 chính thức lên là quận Thủ Đức, từ huyện lên quận Thủ Đức, bắt đầu khu này với lại cái cung thiếu nhi hồi nãy chúng ta đi ngang đó là cái khu nghĩa địa họ, đó là cho bốc cốt hàng lọt lên. Đường Võ Văn Ngân ngay ngã ba giao nhau với đường Đặng Văn Bi. Nếu mà quẹo trái đường Đặng Văn Bi này là chúng ta chạy ra xa lộ Hà Nội bây giờ, đó là đường Võ Nguyên Giáp các bạn, đổi thành Võ Nguyên Giáp, chạy thẳng ra ngã tư Phước Bình. Khúc ngã ba này được xem là điểm đen về ngập lúng, rồi giờ đường làm hệ thống cấp thoát nước xong rồi, bây giờ cái đường nó chạy giống như là cái thú nhúng rồi. À, bên phải chúng ta là trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ha. Từ thời Pháp nó có tên là trường La Salle Mossa các bạn. Trường có từ thời những năm 1894 luôn. Kế bên cái nhà thờ giáo họ Thủ Đức các bạn, rất là lâu đời ha. Cổng cửa vẫn y nguyên như vậy, có cái khang trang đẹp đẽ hơn thôi. Đường rất xấu, đi giống như thú nhúng nha, đi cà tưng cà tưng cà tưng. Cách đây mấy tháng mình có quay cái quận Thủ Đức, quay bố cục của cái quận Thủ Đức vào ban ngày rồi. Nói chung là 16 quận, 5 huyện của Sài Gòn là mình đã quay cái bố cục ban ngày hết rồi. Trái chúng ta đây là cái trung tâm thương mại các bạn, trung tâm thương mại Thủ Đức. Kế bên cái bưu điện Thủ Đức và trước mặt chúng ta đó là chợ Thủ Đức ha. Khi xưa ngay bên đó nó không phải là cái con đường mà là nó cái chợ ha các bạn. Nó không phải là con đường mà nó là cái chợ. Đây là Bùng Binh ngã năm Thủ Đức đó các bạn. Bữa ngày là đi đường Tôn Ngọc Vân này, đi về phía Tam Hà, đi lên cái dốc gọi là dốc Châu Điên, bởi vì khi xưa ở trên đó có cái tiểu đoàn 2
trại tiểu đoàn 2 Châu Điên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng ở trên đó. Ta quẹo vô đường này là đường Kha Vạn Cân các bạn. Xưa nó có tên đường là đường Nguyễn Tri Phương. Bên trái chúng ta đây là cái khu vực gọi là cái xóm Chủng, bởi vì nó nằm ở dưới cái đồi nè các bạn. Chúng ta đi lên một cái đồi, dốc này gọi là dốc Gò Quay, và bên trái khu vực này gọi là khu xóm Chủng, bởi vì nó nằm ở dưới vùng Chủng các bạn. Đó, năm xưa ngay đây là cái bến xe Lam, đi ngã ba cây lơn đi về Biên Hòa. Đó, ngay đó là cái xóm Chủng, gọi là xóm Chủng, được xem là cái xóm tại nạn xã hội mãi dâm một thời. Đây là đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ Thủ Đức các bạn. Ngay đây gọi là dốc Gò Quay, bởi vì khi xưa trong cái khu nghĩa trang liệt sĩ này là có cái quán gà gọi là Gà Quay ha. Nên đi lên cái ngọn đồi, chúng ta đang đi lên cái dốc đó các bạn, dốc Gò Quay như một mấy ngọn đồi đó. Nó nhà cửa này ở trên toàn là cao không, vị trí rất là cao, khu này không bao giờ bị ngập nước. Bên phải chúng ta vô đây là cái khi xưa trong đó có cái trường gọi là trường Phục Hồi Nhân Phẩm. Hồi xưa đình đám nổi tiếng có cái vụ Yến Vi đó, Yến Vi bắt về Phục Hồi Nhân Phẩm ngay cái trường ngay đó đó các bạn. Sau vụ Yến Vi đó là cái trường đó là cũng giải tán rồi, giải thể luôn. Bên trái chúng ta là vô cái trường Đại học Cảnh sát Nhân dân các bạn. Vô trong hẻm đó là cái trường Cảnh sát Nhân dân, cái trường Cảnh sát Nhân dân ở đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 mình quay các bạn coi rồi. Đúng ra là cái trường này dời về đó hết luôn á, mà không hiểu tại sao không dời về. Chúng ta đang đi trên đường Kha Vạn Cân, năm xưa nó là đường Nguyễn Tri Phương các bạn. Khu vực này cũng là gần ngay cái con đường số 9 đâu đây, gần nhà anh khán giả trên kênh mình, anh Tỷ. Đâu đây, trực thuộc phường Linh Tây nha các bạn. Bên phải là trực thuộc phường Linh Chiểu của quận Thủ Đức. Đây đường số 9 đây các bạn, đối diện là cái cây xăng. Đây đường số 9 nè, nhà của anh Tỷ, một khán giả rất là trung thành ở trên kênh. Đường đó đi thẳng qua trên đường Phạm Văn Đồng được các bạn. Đại lộ Phạm Văn Đồng mình quay hết rồi ha. Nói chung là Sài Gòn là mình quay nát bét hết rồi. Bây giờ chỉ việc nói lại thôi. Quay cảnh về đêm tại khu vực quận Thủ Đức. Bây giờ là thành phố Thủ Đức. Đối với mình là thuộc quận 2, quận 9, quận Thủ Đức. Gọi vậy cho nó nhanh, thành phố Thủ Đức thì nó quá rộng lớn. Từ năm 97 tách lên từ một cái huyện Thủ Đức lên thành cái quận, chia ra làm 3 quận, quận Thủ Đức, quận 2, quận 9. Rồi xong đến năm 2020, 2021 gì,
nhập lại trở thành cái thành phố Thủ Đức, tách ra xong rồi nhập lại, cuối cùng cũng về một mối. Đến đây chúng ta quẹo phải vô đường Hoàng Diệu 2 đây các bạn. Nếu mà chúng ta đi thẳng là chúng ta đến đường Phạm Văn Đồng, đi ra cầu vượt ngã tư Sóng Thần đó các bạn, ra xa lộ Đại Hàn đó. Tất cả những điểm mấu chốt đó là mình đã quay giới thiệu các bạn rất là rõ rồi, những ai xem là sẽ hiểu. Giờ chúng ta quẹo vô đường này là đường Hoàng Diệu 2 ha. Bởi khi xưa đường Rõ Văn Ngân đó là đường Hoàng Diệu đó, cho nên đường này gọi là đường Hoàng Diệu 2, được xem là hoành lại, chạy song song với lại cái đường Võ Văn Ngân. Khi xưa nó là đường Hoàng Diệu 1. Và trên con đường Hoàng Diệu 2 này có cái trường Đại học Ngân hàng, nơi đây kinh doanh mua bán rất là được đó các bạn, rất là nhiều hàng quán nè. Cảnh mua bán sàn sát nhau, rất nhiều cái cửa hàng. Về đêm nơi phục vụ sinh viên, học sinh. Bên kia là hàng loạt các shipper, kính thưa các loại hãng luôn, kính thưa các loại hãng luôn. Đây, bên phải chúng ta là trường Đại học Ngân hàng đây các bạn. À, bên trái đối diện là cái trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết, một cái trường tiểu học ha. Đây, trường Đại học Ngân hàng ha các bạn, số 56 đường Hoàng Diệu. Quẹo đường số 17 nè, chúng ta xuống cái trường gọi là trường Phục hồi Nhân phẩm năm xưa vẫn được ha. Một cái quán trà sữa mới ra đời, thấy mới tanh nè. Chúng ta đến ngay cái con đường gọi là phố ăn uống trên đường Hoàng Diệu 2, tại khu vực này là trực thuộc phường Linh Trung bên tay trái và phường Linh Chiểu bên tay phải nha các bạn. Nó hai phường của quận Thủ Đức năm xưa, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Thiên đường ăn uống, Highland Coffee, quán buffet lẩu, lẩu dê Đồng Hương 2, có Đồng Hương 1 nữa. Quẹo trái đường số 7 là chúng ta có thể đi ra cái khu gọi là Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố các bạn. Quán
bạn về quá trời lớn hả? Quán ăn, quán pizza, quán ốc. Ngoài gửi xe thấy mê không? Đó, quán ốc vậy là thành công. Lẩu gà ớt hiểm. Avakit thuộc tập đoàn Thế Giới Di Động. Cảnh mua bán tại con đường Hoàng Diệu 2 trực thuộc phường Linh Trung và phường Linh Triểu của quận Thủ Đức. Đây, đường này là đường Tô Vĩnh Diện, chạy thẳng ra là ngay cái Vincom quận Thủ Đức ha các bạn, chạy thẳng ra là ngay chốc Vincom luôn. Một cái quán cà phê, trà sữa, quán ăn san sát nhau. Quán ăn đó làm ăn ăn nên làm ra dữ, có hai quán rồi. Đây quẹo phải đường này là chúng ta dẫn ra được ngay chỗ cái cung văn hóa thiếu nhi các bạn. Cung văn hóa thiếu nhi khi xưa nó là nghĩa địa họ Thủ Đức. Đây hàng loạt các quán ăn, quán nhậu, quán ốc sam. Quán cà phê bự cỡ này, phụ kiện trang sức cho chị em phụ nữ à. Quá trời lớn ta. Nó Hoàng Pizza. Bên phải chúng ta đây là cái ký túc xá của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật các bạn. Rồi chúng ta đi hết con đường Hoàng Diệu 2 ha. Nếu mà quẹo trái là chúng ta xuống cái bệnh viện Thủ Đức năm xưa đó. Chúng ta hoành ra phía bên phải chúng ta là cái ký túc xá của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật các bạn. Đây, bên trái chúng ta là nhà máy nước Thủ Đức ha. Phía xa xa là chúng ta thấy cái cột điều áp. Cái nhà máy nước Thủ Đức này được xây dựng vào những năm 1966 và được xem là cái nhà máy nước lớn nhất khu vực Đông Nam Á thời điểm bấy giờ.
cung cấp nước cho toàn thành phố luôn. Ở Sài Gòn chúng ta sẽ có ba cái trạm điều áp nước này ha các bạn. Một cái nằm ở ngay đây ha, và một cái nằm ngay chỗ cầu Điện Biên Phủ, năm xưa là cầu Phan Thanh Giản, và một cái nằm ngay chỗ cầu Tham Lương các bạn. Đây chúng ta đi đúng một vòng hoành lại cái khúc ban đầu, xuất phát ngay ngã tư Thủ Đức ha, cầu vượt Thủ Đức. Đây là cái tuyến đường sắt metro Bến Thành Suối Tiên ha các bạn. Địa phận bên kia là trực thuộc quận 9, bên này là trực thuộc quận Thủ Đức, bây giờ nó là thành phố Thủ Đức hết rồi. Ta sẽ băng qua bên đường bên này. Đây, xa lộ Hà Nội, cái đoạn từ ngã tư này về đến cầu Sài Gòn khoảng 7 cây mấy 8 cây thì đổi lại là đường Võ Nguyên Giáp rồi các bạn. Bây giờ chúng ta đi vô cái khu gọi là làng Đại Học đây. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa làng Đại học Thủ Đức với lại làng Đại học Quốc gia. Đường này là đường Nguyễn Văn Bá, khi xưa nó là đường tự do các bạn. Khu làng Đại học này là năm 1963 là cung cấp cho các nhà tri thức, những cái giáo sư với lại nhà công chức gọi là đầu ngành trong ngành giáo dục. Nói chung là khu này là giới có học thức được mua nhà trong cái khu làng Đại học này các bạn. Và nhà đạt tiêu chuẩn khi xưa nó là 1000 m², không có đầy đủ hết, sân để xe hơi và có cả hồ bơi. Đây là con đường Hàng Thuyên. Cái khu làng Đại học này mình đã có quay một cái video ban ngày rồi. Nhà của giới công chức, nhà của giới trí thức ngày xưa đó là đất rất là rộng, bây giờ tách ra làm quán ăn, quán nhậu. Nhà nào cũng có hồ bơi hết các bạn. Ngay cả người dân Thủ Đức sống đây cũng nhầm lẫn giữa cái làng Đại học này với cái làng Đại học Quốc gia. Cái làng Đại học Quốc gia đó là sẽ hình thành sau này khi mà tất cả các trường đại học dời dời từ nội thành ra ngoại thành. Còn cái khu này là năm 1963 được hình thành là dành cho các giáo sư, những nhà tri thức đầu ngành trong ngành giáo dục. Khi xưa gọi là giáo dục quốc gia mới về ở trong này được. Có nhà nào nhà đó quỹ đất bự rộng cỡ này không à. Khi xưa cái con đường tự do này nó nhỏ xíu à. Tới bên này là cái dãy rừng tràm.
giờ tất cả các quỹ đất cho thuê làm cái quán ăn, quán quán nhậu, quán cà phê. Chỗ này, khu này chuyển đổi cũng mấy lần, khi xưa nó là làng, gọi là làng cà phê luôn, xong rồi chuyển qua làng ăn nhậu. Quán cháo cá các bạn, cháo cá miền Tây 2. Khi xưa quán cháo cá này nó có đến mấy cái quán cháo cá luôn, nằm vòng vòng ở khu vực này. Cháo cá miền Tây 4 luôn thì phải, có 4 cái quán cháo cá như vậy. Hội quán Vọng Cát ha. Đây, hết đường Nguyễn Văn Bá, năm xưa nó là đường Tự Do, chúng ta sẽ gặp đường gọi là đường Đặng Văn Bi nha các bạn. Hướng thẳng đó là chúng ta chạy ra đến ngã tư, gọi là ngã tư Bình Thái, nếu đi thẳng nữa là ngã tư MK. Ta quẹo vô đường này là đường Đặng Văn Bi. Bên phải chúng ta là trực thuộc phường Bình Thọ, bên trái là trực thuộc phường Trường Thọ. Đường Đặng Văn Bi chia cách giữa hai phường, và cái phường Bình Thọ được xem là cái phường điểm đó các bạn, phường điểm của quận Thủ Đức đó. Đó, những con đường như đường Hòa Bình, tất cả những con đường như Dân Chủ, đường Thống Nhất là được đổi tên. À, bên trái chúng ta đây là nhà máy sữa Thống Nhất, sữa ông Thọ năm xưa các bạn. Sau này cái nhà máy này sẽ di dời về tất cả ở Bình Dương hết rồi. Đây, đường này có tên là đường Công Lý đó. Nó dạng hình bằng cờ trong cái khu làng đại học. Trái bên phải chúng ta là trường đại học kiến trúc mới xây dựng sau này, nằm trên đường Đặng Văn Bi. Phải đây là đường Bác Ái, quẹo vô cái khu làng đại học. Khi xưa được quy hoạch rất là bài bản, nhà khi xưa rất là yên tĩnh, trong đó toàn là những nhà tri thức ở trong đó. Ở bên phải chúng ta đây là chùa Một Cột nha các bạn, Nam Thiên Nhất Trụ chùa Một Cột. Ngoài Bắc có một cái, trong Nam có một cái, cho nên gọi là Thiên Nam Nhất Trụ chùa Một Cột. Kế bên cái chùa đó là đường Dân Chủ, đường đó được xem là cái ranh giới cuối cùng của cái khu làng đại học. Đây có cái chung cư mới xây dựng sau này trên con đường Đặng Văn Bi. Bên trái này cũng là cái nghĩa địa các bạn. Chạy xuống đó là cái kho của cái nhà máy sữa ông Thọ nè.
đây, ngay đây khi xưa nó là cái nhà máy công trình 68 đó các bạn, giờ gọi là Senco 68. Bên phải chúng ta có cái ngôi trường gọi là trường trung học phổ thông Thủ Đức năm xưa đây. Nó nằm trong con hẻm đó, chạy vô khoảng chừng 100 mét đó các bạn, là cổng trường. Một ngôi trường cấp 3. Bên phải chúng ta đây là chùa Hoa Nghiêm đó các bạn. Một ngôi chùa hình thành rất là lâu đời rồi đó. Bên trái là trường cảnh sát 6, bây giờ nó là trường cao đẳng cảnh sát nhân dân 2, khi xưa nó là cảnh sát 6. Đây cuối đường Đặng Bi, chúng ta sẽ ra lại đường Võ Văn Ngân, khi xưa nó là đường Hoàng Diệu các bạn. Và đây được xem là cái điểm đen về ngập với kẹt xe ngay cái khúc ngã ba này. Chạy xuống dưới đó gọi là dốc nhà thờ nha. Khu này gọi là dốc nhà thờ bởi vì nè, xuống dưới dốc này là cái nhà thờ Thủ Đức đó các bạn. Đường Võ Văn Ngân năm xưa, đường Hoàng Diệu. Rồi tối nay mình cũng đi quay cho các bạn xem về cái khung cảnh về đêm tại khu vực của quận Thủ Đức năm xưa, bây giờ nó là thành phố Thủ Đức. Như vậy là mình đã quay quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, có nghĩa nó là cái thành phố Thủ Đức ha, thành phố trong lòng thành phố Hồ Chí Minh. Rồi các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.